Chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Con ghe cũng 8 ngày hôm qua bán rồi luôn nhanh của chú anh chị. Hôm nay em cập nhật toàn bộ cái lô máy ở nhà bãi ngoài cho cô chú anh chị coi. Mời bà con. Dạ, hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một vài con máy. Bà con mình thích hợp bé nào thì liên hệ hoặc đến trực tiếp bãi máy của anh Út Sơn ngay chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long nha cô chú anh chị nha. Giá máy thì em sẽ báo chi tiết cho cô chú anh chị mình luôn. Và tình trạng con máy đã qua sử dụng em báo đã qua sử dụng và nghĩa địa em báo nghĩa địa nha. Hôm nay bây giờ em cập nhật trước cho cô chú anh chị mình. Ở đây là một em máy đã qua sử dụng và dưới ghe vừa mang lên. Thì dưới ghe mang lên bây giờ em sẽ bán giá rẻ cho nên là không coi cốt nha cô chú anh chị. Tình trạng thì con này cứ lắc là nổ thôi. Hơi hám thì đẹp. Chuẩn. Nước sơn thì như cô chú anh chị mình thấy là nước sơn vẫn là nước sơn nguyên bản luôn. Vài vị trí nó bong tróc. Ở dưới ghe mang lên cho nên là không coi cốt, bán giá rẻ cho bà con mình nha. Con này có cho demo không anh? Rồi, con này sẽ tặng cho bà con mình một demo. Máy này thì có đề nha cô chú anh chị nha. Dạ đây, phần đề của em nó. Con này thì lồng một tấc, chuyên tải, tiết kiệm nha cô chú anh chị. 1, 2, 3, 4 máy. Có sẵn hộp số dầu phía sau luôn. Dạ đây, 4 máy healthy nha cô chú anh chị nha. Dạ đây, cần ga của em nó nè. Cần tắt nằm đây. Đây nha, 4 máy. Con này thì bà con mình chạy mình vệ sinh rồi này kia thì mình mở cái nắp hông này. Rất là tiện lợi nha cô chú anh chị. Máy còn đẹp. Nước sơn nguyên bản. Và giá con này em thông báo cho cô chú anh chị mình luôn là chỉ có 19 triệu thôi bà con. Giang ma 4. Lòng em này một tấc, dạ cánh em này đi cánh lớn nha cô chú anh chị nha. Đây, toàn bộ chi tiết gửi tới bà con mình. Giang ma 4MD, lòng một tấc, chuyên tải tiết kiệm. 19 triệu luôn cả hộp số, tặng đi mô sạc có đề cho bà con mình luôn. Chân cẳng thì em này để em coi coi. Chân cẳng em nó có sẵn nha bà con nha. Dạ, dìa khoan lỗ ốc siết là chạy thôi. Một bé 19 triệu. Và dạ, tiếp tục một bé xả vàng nữa. Volvo KAD41. Dạ con này hiện tại bây giờ thì em nó bán với giá 37 triệu cho cô chú anh chị mình. Con này lồng 92 ly, 200 ngựa. Bé này 200 ngựa nha cô chú anh chị, nhưng mà rất là lùng đòn luôn. Và em này nhẹ ký cực kỳ, nó chỉ tầm khoảng 200 mấy 300 ký thôi cô chú anh chị. KAD41. Dòng tua của em này nó tầm khoảng 3600 tua nha bà con. Dành cho những cô chú anh chị, những anh em nào sử dụng những cái vỏ cao tốc hoặc là những vỏ composite máy âm á. Và cần ga của em nó đây. Em này nó chạy heo tết, bé kim nha bà con. Dạ đây, heo tết, bé kim. Nước sơn nguyên bản luôn. Con này thì đã qua sử dụng hết tầm khoảng 3 tháng. Tầm khoảng 3 tháng nha cô chú anh chị. Nhưng mà vẫn còn giữ được cái chất nguyên bản của em đó. Dạ đây. 6 máy bếp kim. Tua rất là cao và 200 ngựa. Số ký thì lại nhẹ. 37 triệu thôi, đã qua sử dụng 3 tháng. Con này cúc ếch đúng không anh? Bao cúc ếch luôn cho cô chú anh chị mình. Turbo giải nhiệt nước. Dạ đây. Bảo vệ turbo còn luôn. Và đây là cái xương hàng gió của em đó. 37 triệu nha cô chú anh chị. Lóc liếc nè. Quay cho bà con mình coi luôn. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. 37 triệu. Volvo 41. Con này tua cao nha bà con. Tua nó tầm khoảng 3.400 tới 3.600 tua. 200 ngựa. Và nó lùng lắm. Từ dưới đây lên nó chỉ có 2 tấc, 4 tấc thôi. Có 4 tấc thôi cô chú anh chị. Dài em nó thì tầm khoảng 1m1. Cho những anh em, những bà con nào gắn vỏ composite xả vàng ngày hôm nay 37 triệu lòng 92 ly, 200 ngựa, 3.600 tua. Này giới thiệu bà con. Và đầu nước ngọt em nó có. Demo sạc có. Bơm nước biển có luôn nha cô chú anh chị nha. Bơm nước biển nó còn có thêm cái lược nữa nè. Nó đầy đủ chi tiết hết á. Nhưng mà tại vì bán giá xả vàng luôn cho cô chú anh chị mình về dễ chơi. Nó nhớ anh em nghiên cứu tốc độ. Giá rẻ nha. Còn lượt nước luôn nè. Rất là còn kỹ nha cô chú anh chị. 37 triệu. Bé thứ hai cho bà con mình. Tiếp tục ở đây là Komatsu EM636. Dạ đời turbo không xương gió. 150 ngựa. Lòng 95 ly. 2910 tua. Con này nghĩa địa không anh? Nghĩa địa gì? Nước sơn ở đây thì bong tróc như cô chú anh chị mình thấy nè. Ở trước đây thì có dặm rồi. Dư sơn á, còn anh thổi đây luôn. Con này thì anh đang bán với giá 65 triệu. Lục giác bông nha bà con. Lòng 95 ly, bé kim. Cái bé nó nhỏ lắm. Nó nhỏ xíu rồi cô chú anh chị. Có chút xíu thôi, bé kim.
150 ngựa 2910 tua. Em 636. Healthy, ép kim. Turbo em nó đó cô chú anh chị. Hộp số này. Hộp số zin theo máy luôn. Hàng cái rẻ dây điện dây đài còn đủ nha bà con. Giá 65 triệu. Đâu rồi? Dạ. Nhìn cò bên trong nè. 65 triệu. Turbo. Lòng con này 95 ly, con này nó bạo lực cực kỳ nha cô chú anh chị. Chạy khiếp lắm. Hộp số em đang chạy là tầm khoảng 2 tua 9 mấy cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Đầu nước ngọt, bơm zin, đi mô sạc có đầy đủ hết cho bà con mình. Này, 65 triệu nha bà con. Komatsu EM 636. Nhẹ ký, lùng đòn, bạo lực. Dạ con, đây là Isuzu 6BG1 mà hôm trước cô chú anh chị mình hỏi em là có con nghĩa địa chưa thì hôm nay có về rồi cô chú anh chị. 6BG1 nghĩa địa. Đời em này là 230 ngựa, 2700 tua, lòng 1 tấc lẻ 5, 6 máy bét kim. 230 nha bà con nha. Turbo, sườn gió, đầu nước ngọt em nó đây. Và cái này là cái dynamo sạc nè. Con này nó sử dụng nguồn 24 sạc 24 nha. Đường biển. Đây, đề zin. Có sẵn hộp số nó như tôi vậy. Hộp số nó 3 tua. Hộp số 3 tua nha bà con. Nó 2 tua chín máy nha bà. Hộp số thì nằm ở góc trong nè. Em không có vô trong được. 6 máy bé kim. Con này hiện tại bây giờ giá cũng rẻ luôn. Hiện tại bây giờ kinh tế hơi khó thì ông anh em bán giá rẻ cho bà con. Dàn cò đẹp nè. 230 ngựa. 2700 tua, lòng tất tải 5 Isuzu 6BG1. Dành cho những bà con chạy ghe sắt, ghe lúa. Tiết kiệm dầu. Hoặc những bà con nào chạy phà á. Con này hiện tại bây giờ anh bán giá 90 triệu nha cô chú anh chị nha. Coi máy, kiểm tra máy trực tiếp, bao hơi, cốt, nắp lóc cho cô chú anh chị mình ở chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long. Tiếp tục đó là Yanma 6BH 130 ngựa, 3100 tua, đời này cao tốc nha cô chú anh chị. Và tình trạng bé này thì đã qua sử dụng. Đã qua sử dụng, bao hơi, cốt, nắp lóc cho cô chú anh chị mình. Cái turbo của đời cao tốc nó nằm bên hông, nó giấu xuống. Ở sườn gió thì nằm ở phía sau. Con này hiện tại luôn cả hộp số mà anh em đang bán với giá 50 triệu đó bà con. Đầy đủ hết, đầu nước, bơm rin, đi mô sạc có đủ. Bao hơi, cốt, nắp lóc và đời này là 6 máy bé kim nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con này thì nó nổi tiếng rồi. Và rất nhiều bà con gắn vỏ composite chạy lấy tốc độ. Đã đạt. Và cái ghe nhà, nguyên một dẹt ghe nhà của em cũng chạy con này. Đã thể hiện được cho cô chú anh chị mình thấy cái dòng Yanma 6BH này rồi. Con này 50 triệu. Đã qua sử dụng. Còn ở ngoài đây là cái con này là nghĩa địa nè bà con. Đây. Và 6BH nghĩa địa nè. Cũng là 130 ngựa, 3100 tua. Chưa sử dụng Việt Nam, nước sơn thì nguyên bản nha. Nhà đây. Con này thì hiện tại bây giờ đang là 73 triệu. Dòng cao tốc nha cô chú anh chị. Nhỏ gọn, lùng đòn, nhẹ ký. Hộp số đang chạy 2.9 mấy á cô chú anh chị. Này. Mở cò luôn. Này, dàn cò em nói là cô chú anh chị. Sạch đẹp ha. Này là cái sườn gió. Cái turbo thì nó giấu bên hông. 6 máy bét kim, nước sơn nguyên bản nha. Con 73 này là nước sơn nguyên bản. Và chưa qua sử dụng Việt Nam, đã qua sử dụng nước ngoài. Hàng nghĩa địa. Bao hơi, cốt, nắp lóc. Muốn sơn phết lại thì sẽ sơn phết lại nha. Bé này nó sử dụng nguồn 24 nha cô chú anh chị. Turbo em đó nè. Chuyển cảnh thì có đủ hết rồi con. 73 triệu là bé nghĩa địa. Ở trong kia 50 triệu là đã qua sử dụng. 4LH cũng có luôn. Nhà đây. Yanma 4LH cũng có hàng luôn nè. Hôm trước bé này em đã có làm một cái clip chi tiết và clip test nổ cho cô chú anh chị mình rồi. 4LH này gắn cho ghe lớn chạy phải tiết kiệm. Còn ghe nhỏ thì lấy tốc độ khiếp vía lắm. Tua nó cao tới 3000. Bê tông 1 tấc 110 ngựa. Này. Không, con này nó 110 thôi nó chứ nó không tới 140. Heo nó heo heo ti. Bé kim. Này sườn gió nha bà con. Hộp số thì em nó đang chạy là 3 tua. 3 tua nha cô chú anh chị. Tiếp tục nữa là một dẹt Yanma cho cô chú anh chị mình lựa chọn. Mưa gió đổi mùa một cái bệnh luôn cô chú anh chị. Ghê thiệt. Đây, chỗ bán máy của anh Út Sơn này. Ngay chợ Đồng Phú của cô chú anh chị. Tiệm máy Nguyễn Thanh Sơn. Bà con cần liên hệ trực tiếp cho anh nha. Số điện thoại của anh đây.
đây là Giang Ma 4LM. Tình trạng bé này thì đã qua sử dụng vậy nhưng mà chạy ít nha cô chú anh chị. Bao hơi cốt nắp lóc cho bà con mình luôn. Đời này 80 ngựa, 3.000 tua. Con này thì khỏi bàn rồi. Nhiều bà con sử dụng dòng này lắm. Em này nó bền khiếp vía luôn. Turbo sườn gió vuông nè. Đời này 80 ngựa nha bà con. Turbo. Hộp số thì đang chạy hộp số IB20. Số 2.9 3 tua. 4LM 3 tua nha cô chú anh chị. Xả vàng luôn. Nay xả giá rẻ quá trời luôn bà con ơi, 46 triệu. Đây. 46 triệu nha, 80 ngựa, 3.000 tua. 4 máy bé kim. Những cái dòng này không cần sông mét đâu bà con. 1 2 3 4 nè. Vô dầu lắc là nổ. Đầu nước ngọt, em coi coi còn không. Con này thì đã qua sử dụng, còn đầu nước luôn. Đi mô sạc có. Bơm biển còn luôn nha cô chú anh chị. Bao hơi cốt nắp lóc cho bà con giá chỉ 46 triệu, đời 80 ngựa turbo sườn gió. Cái này nhà mà về bà con mình cắt cái hộp số ra, chạy cao tốc cũng được, nó tua nó cao, bên tông nó lớn á. Từ tải tới tốc độ nó gánh được hết. Một em đồng giá nữa là Giang Ma 4BH 55 ngựa 2.700 tua, lòng 95 ly nha cô chú anh chị. Cũng 46 triệu luôn. Đã qua sử dụng. Bao hơi cốt nắp lóc luôn. Này là cái đầu nước ngọt nè. Đi mô sạc bơm biển. Dòng Giang Ma hôm nay có đầy đủ cho cô chú anh chị mình. 46 triệu 4BH. Con nghĩa địa tiếp tục là Giang Ma 4LM 70 ngựa 3.000 tua. Đời này nó không có sườn gió nha cô chú anh chị nha. 70 ngựa. Em này hiện tại bây giờ đang bán với giá là 58 triệu. Đầu nước ngọt nè. Bơm ghim đi mô sạc. Dòng Giang Ma hôm nay là có đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình rồi. 4 máy bếp kim 4LM 58 nghĩa địa nha bà con. Còn nè, mới tin luôn. 58 triệu. Nay em tổng hợp hết cho cô chú anh chị mình. Vừa ý bé nào thì liên hệ trực tiếp cho Nút hoặc đến trực tiếp chợ Đồng Phú Long Hồ Vĩnh Long. Ghé bài ảnh để coi. Mình nước phụ có luôn. Heo ti nha. Nhà này cần tắt nè. Cần ga nằm đây. 4 máy 58 triệu. Đây nữa là một em 4BH nghĩa địa. 4BH này lòng 95 ly nha bà con nha. 4BH nghĩa địa thì giá 60 triệu. Đời này có turbo. 70 ngựa. 2.700 tua. Giá 60 nha bà con nha. Có hộp số luôn. Hộp số đang chạy là 2.95. Bà con mình cần 3 tua máy thì anh sẽ đấu 3 tua máy cho bà con mình. 4BH. Làm 95 ly nha cô chú anh chị nha. Đầu nước bơm ghim đi mô sạc có đủ hết cho bà con. Con này thì 55 triệu, 55 ngựa. Mỗi ngựa 1 triệu. 2.700 tua, đời không turbo cho những cô chú anh chị nào ngán xài turbo. 4 máy, làm 95 ly, heo ti. Con này có 55 triệu nha cô chú anh chị nha, đã bao gồm hộp số rồi. Hộp số đang chạy hộp số IX luôn. 4BH, 55 ngựa, 2.700, làm 95 ly. Giá 55 triệu. Con này đã sử dụng nguồn 24 sạc 24. Bô rồi nó còn đầu bô hết nè cô chú anh chị. Rất lịch sự nha. Chỉ 55 triệu thôi. Đây là nguyên một cái vẹt chân ma gửi tới cô chú anh chị mình. Đó, vừa ý bé nào thì liên hệ trực tiếp cho ảnh. Nhà khoái bé nào thì lấy bé đó hoặc lên coi trực tiếp tại chỗ nha cô chú anh chị nha. Dạ, vừa ý bé nào thì cứ đến trực tiếp bãi máy của anh Út Sơn. Dạ, để xem máy và thương lượng nổ máy trực tiếp tại bãi nha cô chú anh chị nha. Cảm ơn bà con. Tạm biệt. Bye bye. Xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Bye bye bà con.